Chào các bạn đến với các video hướng dẫn sử dụng Photoshop của tập huấn.vn. Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta làm mịn da nhanh chóng bằng cách sử dụng plugin Portraiture của hãng ImageNomic. Plugin này phù hợp với phiên bản Photoshop từ CS5 cho tới phiên bản Photoshop mới nhất, đó là Photoshop CC 2015. Tôi có đính kèm trong link download bên dưới, thì các bạn nào quan tâm thì chúng ta có thể download. Thì để làm mịn da thì đầu tiên là đây là cái ảnh gốc tôi sẽ sử dụng để chúng ta làm mịn bằng cái plugin này. Thì để làm mịn da thì đầu tiên tôi sẽ bấm Ctrl Z để tôi nhân đôi cái layer gốc. Tôi thích làm lên một cái layer mới. Ví dụ chúng ta sẽ làm mịn bằng cái, đặt tên cho nó là làm mịn của cái layer này. Thì trước khi làm mịn thì tôi khuyên các bạn là nên sử dụng cái công cụ Spot để chúng ta remove một số các cái vết thẹo hoặc là mụn lớn trên khuôn mặt, để khi mà chúng ta làm mịn nó được đều hơn. Bây giờ đây tôi sử dụng công cụ Spot, tôi sẽ click chọn lên những cái vùng, những cái phần mụn lớn, những cái vùng nào mà chúng ta muốn remove. Này thì chúng ta có thể làm nhanh thôi ha, chúng ta chỉ cần là click nhanh lên những cái vùng nào mà mụn nó hơi lớn hơn so với bình thường. Rồi, ở đây tôi làm đơn sơ nhanh chóng như vậy thôi. Chúng ta click nhanh ha. Rồi, ví dụ như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái plugin là Portraiture. Chúng ta bấm vào menu Filter. Sau khi chúng ta cài cái Portraiture của ImageNomic thì chúng ta sẽ có một cái menu là ImageNomic, và chúng ta chọn là plugin là Portraiture. Thì chúng ta có cái plugin Portraiture này rồi, thì khi bạn mở lên một cái cửa sổ thì nó sẽ tương tự như thế này. Mặc định ban đầu thì bạn, ở đây chúng ta có các cái chế độ xem. Thứ nhất đó là xem full. Bình thường khi bạn mở lên thì nó sẽ như thế này, tức là chúng ta xem ở chế độ là sau khi chỉnh làn da thôi. Chúng ta chỉ có một cái bức hình là sau khi chỉnh làn da. Chúng ta có thể cho nó xem với những cái hình theo chiều ngang, thì chúng ta có thể cho xem dọc hai hình như thế này. Hoặc là bạn, ví dụ trường hợp này là ảnh đứng, thì chúng ta cho xem theo cái dạng vertical như thế này, để bạn có thể so sánh giữa cái phần before và after. Trong cái phần mềm này nó cho chúng ta một cái menu, một cái chức năng là preset. Preset tức là những cái setting trước có sẵn có. Ví dụ như chúng ta có thể là đối với những cái hình ảnh độ phân giải có kích thước bình thường hoặc là mụn ít, thì chúng ta có thể chọn là smoothing ở chế độ là normal, hoặc là đối với cao hơn thì chúng ta chọn là medium, hoặc là cao nhất là chúng ta có thể chọn ở chế độ là high. Đây là các cái preset chúng ta sử dụng sẵn, và thông thường thì chúng ta chỉ cần sử dụng những các cái preset này là làn da chúng ta có được cái làn da mong muốn rồi. Và nếu giả sử như các preset này nó không đáp ứng được cái yêu cầu của bạn thì chúng ta có thể chỉnh chi tiết các thông số dưới đây. Thì các preset này nó giúp chúng ta, đó là ví dụ như phần file. Ở đây chúng ta có phần file, medium, large và threshold. Thì cái phần threshold này nếu mà chúng ta kéo về phía bên trái thì các cái chi tiết trên mặt nó sẽ phục hồi lại, tức là chúng ta, nếu mà chúng ta thấy nó mất chi tiết nhiều quá thì chúng ta giảm cái threshold này. Còn nếu mà chúng ta muốn nó làm mịn, càng mịn, thì chúng ta kéo threshold này về phía bên tay phải. File thì tương ứng với những cái mụn nhỏ hoặc là lấm tấm, giống như là phần noise tức là các cái hạt. Medium thì đó là những cái kích thước mụn lớn hơn, và large đó là những cái vùng da sần sùi lớn nhất. Thì ở đây chúng ta khi mà chúng ta chọn một cái preset thì những cái giá trị này nó thay đổi theo cái preset đó. Ví dụ như chúng ta chọn medium thì là chúng ta được như thế này, hoặc là chúng ta chọn high thì chúng ta có những cái giá trị này thay đổi dựa theo preset. Nếu không ưng ý thì chúng ta có thể tùy chỉnh những cái thông số này. Thông thường thì chúng ta sẽ phần mềm cái plugin Portraiture này nó chọn đúng, rất đúng làn da cho chúng ta. Tuy nhiên có những cái hình mà ánh sáng giữa cái vùng, trong cái phần ánh sáng chúng ta nó có nhiều màu cam tương ứng với màu da, thì chúng ta khi đó thì các bạn có thể sử dụng cái công cụ này nè. Chúng ta sử dụng công cụ mask này, chúng ta vẽ thêm vào những cái vùng da chúng ta muốn chọn. Ví dụ như vậy, chúng ta click đúp vào những vùng da chúng ta muốn chọn để chúng ta chọn đúng chính xác cái vùng da nếu trường hợp nó chọn sai. Ở đây chúng ta có ba cái chế độ xem. Chế độ xem thứ nhất là None, là chúng ta xem như trên hình bình thường. Chế độ xem White tức là cái vùng da chúng ta chọn nó sẽ nằm trên nền trắng, và Black là cái vùng da chúng ta chọn nó sẽ có màu đen. Ở đây chúng ta chọn cái vùng da chúng ta chọn nè. White là vùng da chúng ta chọn nó sẽ có màu trắng, còn là None. Thì ở đây tôi chỉ, đây là do cái tấm hình chúng ta rất là dễ chọn, nên là chúng ta chỉ cần click vào cái vùng da và chúng ta click Ray qua, và khi nào chúng ta nhìn phía một cái vùng nhỏ bên này chúng ta thấy cái vùng da chúng ta chọn là chính xác thì chúng ta ok. Rồi ở đây chúng ta, sau khi chúng ta chọn được vùng da, khi bạn dùng cái công cụ này chúng ta chọn, thì lúc đó những cái hue, cái saturation, cái luminance hoặc là latitude này nó tự động nó thay đổi dựa vào cái công cụ chúng ta chọn, và chúng ta không cần phải chỉnh trong này.
Thậm chí là bạn có thể thay đổi cái kích thước của cái vùng chọn, cái màu da, ví dụ chúng ta là màu da chúng ta nó có thể thâm nhập vào những vùng tối hơn tí xíu, chúng ta có thể mở rộng cái khung khung sinh hình chữ nhật này ra, hoặc lấy nó sáng hơn thì chúng ta có thể mở rộng cái về phía bên đây này. Khi chúng ta chọn cái công cụ này thì chúng ta chọn lên vùng da thì đa số là nó đã chọn khá là chính xác và chúng ta không cần phải thay đổi các cái thông số phía dưới này. Cái thông số chúng ta cần thay đổi đó là cái threshold, đến khi nào chúng ta thấy làn da chúng ta mịn và đạt được cái làn da mong muốn. Thông thường khi chúng ta làm mịn thì đôi khi nó bị mất chi tiết, và đối với tôi thì tôi không thích nó mịn lắm. Hồi xưa thì chúng ta hay tăng cái sharpness này để làm da làn da cho nó mịn màng hơn. Tuy nhiên chúng ta sau khi chúng ta tăng cái sharpness này thì chúng ta có thể làm phục hồi các cái chi tiết như là vùng mắt, vùng lông mày này cho nó sharp hơn, hoặc là làn da nó có thêm chi tiết bằng cách là chúng ta tăng cái thông số là sharpness này để chúng ta làm sharp những cái phần mà chúng ta lấy lại chi tiết. Thì bạn thấy khi tôi kéo cái sharpness lên, bạn thấy là cái texture của da lúc đó nó nhiều hơn. Và tôi muốn trong trường hợp này tôi thấy nó hơi mịn quá thì tôi có thể giảm cái threshold này, hoặc là giảm cái thông số về thành là medium thôi, để chúng ta thấy được cái làn da chúng ta nó có chi tiết hơn. Đó. Rồi tôi thích cái làn da nó có cái texture nhiều hơn, nên là sau khi xử lý tôi muốn nó có cái texture, nó nhìn nó sẽ đẹp hơn. Rồi, chúng ta làm mịn nhưng mà vừa phải ha, chúng ta giữ lại chi tiết một số cho nó làn da nó thật hơn. Rồi trong trường hợp này thì tôi nghĩ là như thế này là vừa. Bạn có thể tăng sharp lên một tí xíu nữa để chúng ta có cái texture nó đẹp hơn. Thì trong trường hợp này bạn có thể so sánh là trước phần trước và sau khi chúng ta xử lý skin, chúng ta bấm OK để chúng ta có cái kết quả. Trường hợp là đối với mà làn da chúng ta nó hơi mịn quá và bạn muốn là lấy lại một số cái texture bên dưới thì bạn có thể là tạo một cái mask, và chúng ta bấm là chúng ta có thể dùng cái brush chúng ta tô lên những cái vùng. Trong trường hợp này là chúng ta thấy vùng bên dưới thì chúng ta tô màu đen lên những cái vùng, ví dụ như chúng ta tô màu công cụ brush này, chúng ta chọn cái opacity lớn ha, chúng ta tô lên những cái vùng nào mà chúng ta muốn lấy lại chi tiết ở cái layer bên dưới, ví dụ như vậy chúng ta tô cái màu đen lên. Trong trường hợp này brush chúng ta chọn cái mode là normal ha, và chúng ta chọn là ok, chúng ta tô lên những cái vùng nào mà chúng ta muốn lấy lại chi tiết, ví dụ lông mày, vùng môi, ví dụ như vậy. Chúng ta có thể để opacity vừa phải nếu mà chúng ta không muốn lấy lại nhiều, hoặc là những cái vùng tóc như thế này đó, các bạn có thể tô lên để chúng ta lấy lại chi tiết của cái từ cái layer bên dưới. Rồi nếu giả sử như bạn muốn làm cho cái bức ảnh nó sharp hơn thì cũng tương tự là chúng ta có thể là bấm Ctrl Alt Shift E để chúng ta tạo ra một cái layer mới, và chúng ta để cái layer này ở chế độ đó là Linear hoặc là Hard Life. Trong trường hợp này tôi để ở Linear, tôi bấm Filter và chúng ta chọn là chúng ta làm Sharpen, và bằng cách là chúng ta bấm Others, chúng ta chọn High Pass, chúng ta dùng High Pass để chúng ta làm tăng cái texture cho da, ví dụ như vậy. Trong trường hợp này chúng ta tăng 0.2 thôi, 0.3. Ok, tôi thấy cái texture này nó nổi hẳn lên rồi, tôi bấm OK. Thì khi này bạn thấy rằng là cái phần da của bạn sau khi chúng ta làm mịn và chúng ta tăng texture thì nó rất là nhiều chi tiết. Chúng ta so sánh giữa cái ảnh ban đầu như thế này và sau khi xử lý thì chúng ta thấy là kết hợp giữa cái những cái chức năng của Portraiture kết hợp với cái phần sharpen bằng chức năng là High Pass thì chúng ta thấy rằng là chúng ta vừa có texture rất là đẹp. Nếu trường hợp mà chúng ta texture chúng ta nhiều quá thì chúng ta có thể giảm bằng cách là chúng ta giảm cái opacity của cái layer trên cùng. Thì đó là các cái bước mà các bạn xử lý skin để chúng ta nhanh chóng bằng cách là chúng ta sử dụng thêm cái plugin là Portraiture. Thì chúc các bạn thành công. Trong bài tới thì tôi sẽ nói về cách sử dụng plugin là Niche Image để chúng cũng cũng giống như là tương tự như Portraiture, nhưng tuy nhiên nó có thể là mịn hơn và cái cách tiếp cận nó cũng hơi khác so với cái phần Portraiture. Bạn sẽ thấy rằng là đối với những cái một số bức ảnh nó sẽ làm mịn hơn rất là nhiều. Thì tôi sẽ so sánh giữa cái Niche Image với lại cái Portraiture này để những cái bạn nào quan tâm thì chúng ta có thể thực hiện theo. Rồi chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video clip sau.